Theo Molista trưa ngày 29 tháng 7, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LDTB và XHTPHCM HCM xác nhận thông tin có 240 ca dương tính COVID-19 tại Trung tâm Điều dưỡng Người Bệnh Tâm Thần Thủ Đức. Trung tâm Điều dưỡng Người Bệnh Tâm Thần Thủ Đức, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, do Sở LDTB và XHTPHCM HCM quản lý. Giám đốc Sở LDTB và XHTP Lê Minh Tấn thông tin, trung tâm có 1.103 người đang được quản lý, chăm sóc. Đến thời điểm hiện tại, có 240 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 qua test nhanh, trong đó 12 người là nhân viên làm việc tại trung tâm. Giám đốc Sở LDTB và XHTP cho biết đã có báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố, Trung tâm Kiểm soát tật bệnh thành phố Hồ Chí Minh, HCDC về tình hình dịch bệnh tại trung tâm để có phương án phòng chống dịch. Trước mắt, sở sẽ cho thành lập một ban quản lý có bộ phận chuyên môn để quản lý chăm sóc các bệnh nhân tại trung tâm thành lập một khu cách ly tập trung F0 tại trung tâm điều dưỡng người bệnh Tâm thần Thủ Đức, phối hợp với trung tâm y tế thành phố Thủ Đức để hỗ trợ thăm khám, lập danh sách để lấy mẫu xét nghiệm PCR cho những người có kết quả test nhanh dương tính và nhân viên làm việc tại trung tâm. Giữa thời dịch bệnh, F0 ngày càng gia tăng, delta lại trở nên nguy hiểm, ai lại chẳng sợ. Thế nhưng, khoảnh khắc anh chiến sĩ biên phòng mặc đồ bảo hộ, không ngần ngại bế lấy cụ bà dương tính ra xe về khu điều trị khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt. Họ là như thế, tuyến đầu chẳng sợ hiểm nguy. Họ cũng sợ nhưng trong cái sợ hãi ấy còn ấm áp cả cái tình người. Giữa thời dịch bệnh, F không ngày càng gia tăng, Delta lại trở nên nguy hiểm, ai lại chẳng sợ. Thế nhưng, khoảnh khắc anh chiến sĩ biên phòng mặc đồ bảo hộ, không ngần ngại bế lấy cụ bà dương tính ra xe về khu điều trị khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt. Họ là như thế. Tuyến đầu chẳng sợ hiểm nguy. Họ cũng sợ nhưng trong cái sợ hãi ấy còn ấm áp cả cái tình người. Cụ thể, sự việc diễn ra vào ngày 28 tháng 7, Thượng úy Nguyễn Thanh Bình, Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở trường Cao đẳng Kinh tế, Kế hoạch, quận Liên Triều, Đà Nẵng đã bế cụ bà PTD là F0 từ tầng 4 khu cách ly xuống và đưa ra xe để đi điều trị. Đồng đội của anh Bình đã ghi lại hình ảnh xúc động đó và viết rằng F0 đó ai không sợ nguy hiểm. Nhưng việc chúng tôi làm không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm mà quan trọng hơn cả đó còn là tình thương và sự thấu hiểu quân với dân. Khi thượng úy Bình bế cụ D ra xe, bà lo lắng sẽ lây bệnh cho anh anh lính trẻ đã động viên cụ, má đừng ngại, cứ ôm lấy con. Trao đổi với phóng viên, Thượng úy Nguyễn Tống Khiêm, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, người đã chụp tấm hình xúc động trên, chia sẻ rằng bà D, 76 tuổi, chú quận Liên Triều, Đà Nẵng, ở tại phòng 407. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bà bị mệt, không dậy nổi nên Thượng úy Bình đã bồng bà từ tầng 4 xuống. Cũng theo anh Khiêm, tại khu cách ly tập trung trường cao đẳng kinh tế, kế hoạch có 18 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng Đà Nẵng tham gia làm nhiệm vụ. Được biết, từ ngày 20 tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng, ban cơ quan và hải đội biên phòng 2 tăng cường tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ hậu cần tại các khu cách ly thuộc Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch. Bản tin Molista đến đây là kết thúc. Mọi người nhớ truy cập vào trang molista.com để cập nhật tin tức về showbiz, xã hội mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!